Ok, hello anh em, chào mình em mới trở lại với kênh của mình. Mình là một gamer, anh em ơi. Yeah. Ok anh em ơi, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em mấy con Hino 500, cái phiên bản Indonesia này mà video lần trước mình có nói anh em, nếu mà anh em thích thì anh em để lại lời bình luận á, thì rất là nhiều anh em yêu cầu là chia sẻ chiếc này cho anh em chơi. Thì đúng rồi anh em ạ, con này thật sự thì nó quá là gọi là gì ta, quá đã luôn đấy, con này thật sự là nó quá đã luôn đấy anh em ạ. Anh em có thể chơi thoải mái mà không có bị một cái chút vấn đề gì luôn anh em nha. Đó, anh em thấy con này là rất là xịn sò, tuy là nó là phiên bản của Indonesia nhưng mà rất là đẹp. Trong video ngày hôm nay thì vẫn sẽ chạy một đoạn nha. Đó, để cho anh em coi lại vẻ đẹp của nó, và ở dưới cái phần mô tả mà nó có ghi cái đường link cho anh em tải về rồi ha. Thì hôm nay thì anh em sẽ được trải nghiệm cái con này. Đấy, bây giờ mình vẫn sẽ đi ra nha. Con này thì anh em lái phía trong, vẫn phiên anh em nên lái phía trong nó sẽ đẹp hơn. Đấy, con này thì anh em nên lái ở phía trong ha, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, con này em nằm ở trong này nè, anh em lái nè mà. Đó, nhìn nó xịn sò hơn. Đấy, ở bây giờ nó có nguyên một cái dàn phụ tùng ở trước luôn nè, thấy không? Đây nguyên một dàn có bông luôn nè. Nó Doraemon rồi các kiểu treo lủng lẳng khá là dễ thương anh em nha. À, ok, mình sẽ di chuyển qua trạm thu phí. Đấy anh em thấy không, con này anh em lái phía trong nhìn rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, thật sự thì chứ Indonesia thì làm xe cũng VIP lắm anh em ơi. Đấy, vô lăng chuẩn của vô lăng con Hino luôn ấy, logo Hino chà bá lửa. Vô lăng theo xe, vô lăng màu đỏ màu xanh theo con xe màu xanh luôn. Đấy anh em thấy không, con này anh em chạy ở trong trong cabin nhìn nó xịn sò lắm anh em ơi. À, ok. Ờ, vậy mà bị dướng à. Đây anh em coi phía ngoài đó, đây con xe khá là dài và to luôn. Đấy, anh em đó con xe rất là dài và to luôn. Nhiều khi làm anh em chạy ở cái cam thứ nhất này là anh em không thấy rõ được cái con xe anh em ạ. Xe nó không có nhìn rõ được, anh em phải chạy ở cái cam này thì em mới nhìn được phía trong. Hoặc là em chạy cam thứ ba nha, cam thứ ba thì em mới điều chỉnh được cái cam và em mới nhìn được cái con xe tổng thể của mình ở trên cái map như thế nào. Đó, mình chạy cam thứ ba nè, đó cam này là cam thứ tư nè, nó sẽ quay theo kiểu toàn cảnh nè. Cam thứ nhất thì nó sẽ phích đúng một cái kích thước thôi. À, ok. Ok, link tải con này ở dưới phần mô tả anh em nha. Anh em cứ xuống phần mô tả rồi anh em click vô anh em coi thôi. Cũng đơn giản anh em ạ, rất là đẹp luôn. Xe thì bao đẹp bao cho ấy luôn, bẩn test thật tận hai cái video rồi. Thì anh em xem video kỹ anh em sẽ thấy được con xe nó đẹp cỡ nào rồi. Thì chúng ta cũng cần phải tăng lăng tăng gì nữa, tải về mình chơi thôi chứ tăng gì nữa anh em. Thật sự là bản Indo thì hiếm có một con xe nào mà nó làm gọi là nó cũng chỉnh chu. Tại vì do là vô lăng bên Indo thì mặc định nó sẽ nằm ở phía bên tay phải là đúng rồi, nó không sai được anh em ạ. Cho nên nó không thể sửa được cái vô lăng thôi. Đấy, còn cái vô lăng nó chưa đúng với Việt Nam thôi. Nhưng cơ bản là với một con xe mà Hino mà nó làm như thế này thì gọi là chỉnh chu và khá là đẹp rồi đấy mà. À, tiếng máy nghe cũng im ru. Ha, rồi ok. Rồi, mình sẽ tìm một cái nơi mình đắp vô lề nha. Rồi, anh em cứ đao cái link về anh em chơi thôi. Video ngày hôm nay thì mình review cái bản xe Hino 500 mà mình vẫn có giới thiệu đó nha. Ở video lần trước ấy là mình nói là nếu anh em thích thì mình sẽ chia sẻ cho anh em, hôm nay mình chia sẻ cho anh em luôn để anh em thử đao về anh em trải nghiệm nha. Rồi thôi ok, mình sẽ dừng ở đây anh em ạ. Đấy, con xe anh em nhìn tổng thể là khá đẹp luôn ha. Thôi ok, thì video mới đây là hết nha. Anh em muốn trải nghiệm anh em cứ click dưới phần mô tả, nó có cái link sẵn anh em đào về và anh em mod cho anh em trải nghiệm thôi. Anh em thấy video hay nhớ xin một like, một đăng ký kênh, nhớ click chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video tiếp theo. Bây giờ thì máy bay và chúc anh em một ngày vui vẻ.
Yeah. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.